Xin chào các bác ha. XIRC 2020 này, tháng tem 2020 nhé các bác. Đấy, thì lắp khóa Smart Key Honda chính hãng bên em, đúng CNC này, combo đúng CNC nhé các bác. Và vành màu xanh. Ok. Thì em test tính năng của nó nhé. Thì có 3 nút này, đầu tiên on off này, thứ hai chống trộm và chống rắt này, thứ ba tìm xe ông bãi này. On off thì có 2 chức năng. Màu xanh là on chưa nhé. À, còn giữ 3 giây chuyển sang cái màu đỏ như này là off. Off thì sai gần nó đây không mở được nhé. Cố tình vặn này, qua vòng vòng không sao hết, vặn thoải mái luôn này. Ok. Đấy, bác muốn đi chìa đang cho màu đỏ đang tắt đúng không ạ? Giữ 3 giây chuyển nó sang cái màu xanh này. Chuyển sang màu xanh thì cần di chuyển lại gần díu khóa sáng lên một cái này, vặn lên on này. Đó. Vặn lên on nhé. Trên đồng hồ sẽ có điện này. Để đi bình thường nhé. Đó, muốn mở cốp này thì phải bắt buộc vặn lên điện này, dí vào núm. Đó. Cốp sẽ mở ra nhé. Đó. Ok, bác muốn mở cốp này, dí vào núm này. Đó. Không đi nữa thì tắt núm này cho em hoặc là có gỗ lại này. Này. Đó, ok. Tắt nhanh cái đèn sáng là dí nhanh rất khoát cái sẽ tắt luôn. Chức năng thứ hai này là chống trộm và chống rắt, là các bác để xe ngoài đường hoặc bất cứ đâu ấy cảm thấy không yên tâm thì mình có thể khóa cổ lại hoặc là không khóa cổ cũng được, nó còn hoạt động bình thường nhé. Bấm loa lên kêu một tiếng này và xác nhận một tiếng nữa này. Ok, đụng vào xe dắt xe đi. Đấy, nhảy 4 sinh nhan mà nó kêu đây nhé. Đó, ok, các bác muốn tắt nó đi này. Tắt đi thì bấm vào nút loa một lần nữa thì sẽ kêu tích tích hai lần, tắt đụng vào xe cũng thoải mái không bao giờ kêu này. Ok, còn đây là tìm xe ông bãi này, nháy 4 chi nhan và sáng của khóa nó kêu lên. Đó. Đó. Ok. Đấy, còn cái ID này các bác phải lưu lại cho em nhé. Sau này mất chìa nên là dùng cái ID làm lại chìa được quá bình thường. Ok. Đấy, bác nào quan tâm thì qua cửa hàng em. Cửa hàng em 196 Nguyễn Lân, Thanh Xuân, Hà Nội nhé các bác. Ơn bạn là dưới đi vượt 40 cây số này lên lắp khóa Smart Key nhé, dưới Hòa Bình. Đấy, ok, xin chào các bác.